Xin chào mọi người, bánh tiêu là món ăn quen thuộc tại Việt Nam. Để làm ra được bánh tiêu xốp mềm thì cần phải có bột nở. Vậy nếu bánh tiêu không có bột nở thì sẽ như thế nào? Mọi người hãy cùng mình vào bếp và khám phá liền nha. Ở đây mình dùng 200g bột mì đa dụng, thêm 40g đường trắng tầm 3 muỗng canh, thêm xíu muối cho bánh tiêu đậm vị. Kế đó thì mình sẽ cho 2 muỗng canh sữa đặc vào. Không thích sữa đặc thì mọi người có thể thay thế bằng sữa tươi không đường. Nếu dùng sữa tươi không đường thì mọi người dùng 4 đến 5 muỗng canh đường nha. Rồi mình sẽ dùng 120ml nước sôi chế từ từ vào bột và trộn đều lên. Mình sẽ chia làm 3 lần chế nước nha. Lúc đầu mình còn nói là nếu ai không dùng sữa đặc thì đổi qua sữa tươi không đường á. Thì sữa tươi không đường mọi người cho lên bếp làm nóng nha, đừng nấu sôi quá. Rồi lấy ra chế vào bột như là mình đang chế nước sôi nè. Mọi người cứ trộn đều tay nha. Có thể trộn đều bột, đường, muối và sữa sau đó mới chế nước vào. Lúc này thì bột của mình đã thành một khối rồi, mình sẽ cho ra tấm nhào bột và chia ra các miếng nhỏ nha. Lấy chút bột mì phủ lên tấm nhào bột để không bị dính. Mọi người có thể chia nhỏ ra, sau đó viên tròn lại rồi ấn bột vào mè trắng hay là mè đen cũng được. Rồi cán mỏng và đem đi chiên luôn nha. Còn mình thì hơi điệu điệu chút, mình cán ra rồi lấy cái khuôn ịn vào cho bánh được tròn. Nếu có khuôn nào khác dễ thương hơn thì mọi người cứ dùng nha. Mè thì mình dùng tầm 50g. Bạn nào thích ăn mè thì dùng 50g như mình. Ăn ít mè thì bớt lại. Cái cán bột này thì cũng nên áo qua một lớp bột để khi cán không bị dính nha. Mình nghe nói bánh tiêu phải cán thật mỏng để khi chiên thì bánh mới phồng. Nên mình sẽ cán mỏng và cán thêm 2 cái nữa, một cái dày và một cái vừa nha. Nói chung là mình sẽ cán ra 3 size để xem cán như thế nào thì bánh sẽ phồng lên nha mọi người. Mọi người dùng nhiều dầu một xíu, phải đủ dầu thì bánh mới phồng lên nha, ít dầu thì bánh sẽ bị chai á. Dầu sôi thì mình sẽ cho mẻ bánh cán mỏng vào trước nha. Mọi người để dầu thật sôi, dầu sôi thì bánh sẽ dễ phồng hơn. Đó, bánh của mình phồng được xíu rồi nè mọi người. Mình thấy là mọi người hay xoay tròn cái bánh và múc dầu tưới lên cái mặt bánh.
Thực ra thì mình thấy không có cần thiết, mọi người chỉ cần dùng đôi đũa dìm bánh xuống dầu, khi mà bánh phồng thì sẽ tự nổi lên thôi. Mình tiếp tục thêm bột vào nha, chiên nhiều cái một lúc cho nó lẹ. Cảm giác làm bánh không bột nở mà chiên cái nào cái nấy phồng bự lên, thích ghê á. Đó nè mọi người, chỉ cần dầu nóng thôi, thả bánh vào, dìm xuống dầu xíu là bánh tự phồng ra thôi, không cần phải xoay bánh hay gì đâu nha. Không biết là có bạn nào khoái nhìn lúc chiên bánh mà bánh cứ phồng lên không ta? Mình thì thích cực luôn á. Bánh vàng hết rồi thì mình sẽ vớt ra nha. Còn đây là miếng bột mình cố ý cán dày để xem khi chiên có phồng không nè. Mọi người cùng quan sát với mình nha. Khi cán dày vậy thì bánh không có phồng nhiều, chỉ phồng có xíu thôi à mọi người. Mình sẽ vớt lên và chiên cái size bánh khác. Size này thì mỏng hơn size vừa nãy và dày hơn cái size đầu tiên mình chiên nha. Size này thì bánh có phồng này mọi người ơi, nhưng không có phồng bự như khi mà mình cán mỏng. Rồi mình sẽ gấp size mỏng ra trước cho đỡ lộn nha. Vàng ươm và giòn rụm luôn á. Đây là cái bánh size thứ hai, size dày hơn cái size mỏng và mỏng hơn cái size dày nha. Size này thì bánh vẫn có phồng, độ giòn vừa phải, bên trong có lớp bột ăn rất là mềm, giống như bánh tiêu đến 90% luôn á mọi người. Cắn vào thì giòn, kiểu ngoài giòn trong mềm ấy, ngon lắm, vị ngọt vừa phải. Còn đây là bánh size dày này mọi người, khi mà xé ra thì lớp bột bên trong rất là dày, ăn cũng khá là lạ miệng luôn. Lớp vỏ thì cũng giòn tan. Cuối cùng là cái size mỏng nhất, bánh phồng đẹp và vàng ươm. Mỏng vỏ, bên trong có xíu bột dính lên vỏ thôi à, loại này thì rất là giòn. Tính ra thì mình thích cái size thứ hai nhất, vì nó khá là giống bánh tiêu á mọi người. Mọi người nên thử nha, ngon lắm á. Video của mình đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại mọi người vào video ngày mai nha. Nếu quý mến kênh thì tặng cho mình một đăng ký, nhấn chuông chọn tất cả, like, chia sẻ và bình luận góp ý cho mình nha. Chúc mọi người thành công với món bánh tiêu không cần bột nở này. Chào mọi người.